đứa trong đời. Ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chiếc bao, còn cứ tiếng chỉ ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật thật rồi, còn đây số cuối nói trong ngàn lời. Ân tình mình giờ đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Hiện tại thì chúng em đang có mặt tại nhà hàng Về Quê, có địa chỉ tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 65 km. Một cái tên thôi mà khi mà nói đến thì đã liên tưởng đến cái cảm giác rất là thân thuộc với chúng ta, đặc biệt là những người mà đi làm ăn xa hoặc là những người sống ở thành phố Hà Nội mà muốn tìm đến cái cảm giác của làng quê. Tổng diện tích của nhà hàng là 4.000 m², không gian thì nó rất là gần gũi với cái thiên nhiên. Đầu tiên là khi bước vào nhà hàng thì nhà hàng đã thiết kế ngay một cái bãi để xe rất là rộng, một đoàn lớn có thể lên để thưởng thức dịch vụ của nhà hàng. 3 phòng ăn VIP và một phòng ăn rộng. Những chậu lan mà tô điểm cho cái không gian của 3 cái phòng VIP này khi bước chân vào nhà hàng. Phòng 10 có điều hòa, một không gian rất là riêng tư cho những ai mà muốn tiếp những cái vị khách quan trọng của mình. Khu vực bếp của nhà hàng, còn đây là cái quán không gian rộng của nhà hàng. Doanh nghiệp nào hoặc là gia đình có cái nhu cầu muốn tìm những cái không gian miền quê một chút thì có thể tìm đến nhà hàng Về Quê. Thực sự là nghe cái tên thôi mà em cũng cảm rất là bồi hồi rồi. Tích hợp hệ thống ăn uống, dịch vụ ăn uống và có cả karaoke để các bác sau khi dùng xong có thể văn nghệ được. Đây các bác ạ, thì bọn em sẽ lắp 3 phòng karaoke ở cho anh Cường ngày hôm nay. Cái phòng này của em được biết là 30 m². Nội thất thì các bác cũng có thể nhìn thấy, làm đây theo phong cách gọi là tân cổ điển. 2 cặp bát 30 được treo ở 4 góc loa trong phòng. Đấy, để đảm bảo đủ công suất cho cái phòng karaoke này. Đặc biệt ở đây nhá, là dùng súp kép các bạn ạ. Phòng này thì dùng súp kép thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng ở một cái phòng 25 m², phòng nhỏ hơn cái phòng này cũng dùng súp kép. Vì theo cái yêu cầu của anh Cường là ở đây người ta thích giải bát rất là mạnh. Hiện tại thì phòng này bọn em cũng lắp đó là 2 đôi bát 30. Chắc là các bác cũng sẽ thấy rồi, sao với cái phòng nhỏ, diện tích nhỏ như này tại sao lại lắp một chiếc loa súp to như vậy đúng không ạ? Và yêu cầu của khách hàng khu vực này, người ta rất là thích những tiếng bát cũng giải bát rất là mạnh. Hệ thống của bên em thì sẽ bao gồm là 2 đôi bát 30 đến từ thương hiệu Star Sound với mã sản phẩm là HS12 25 ạ.
Suket Mark 80 UK 218S. Khám phá chút một chút về cái cổ máy này thì ở đây thì không thể thiếu rồi, đó là một chiếc vang số. Và ngày hôm nay thì ở chiếc phòng này bên em đưa đến dòng sản phẩm, đó là DB Acoustic S700. Đây là con vang đã được khá là ưa chuộng trên thị trường và đã được rất nhiều đơn vị khác đã sử dụng và lắp và được phản hồi khá tốt. Tiếp theo đó là một bộ micro KV S300 Plus của thương hiệu KV Acoustic. Cái dòng này thì các bác cũng đã để ý thì nó đã được lắp ở phòng trà An Khang, Lạng Sơn rồi các bác ạ. Một bộ đầu màn Okara đời mới nhất, một cúp đẩy 4 kênh S460XL của StarSound để đánh cho 4 chiếc Bass 30, và một cúp đẩy S260XL để đánh bridge nha các bác nhé. Cái đẩy này bọn em sẽ đánh chập hai vế và một để đánh cho chiếc súp này. Đấy, đây là cái màn hình của đầu kênh chọn bài Okara. Vâng, và trên đây đó là hệ thống của phòng 25m2 mà Khang Vũ Đạt Audio đã lắp đặt cho quán karaoke A39 có địa chỉ tại thôn 7, xã Ba Trạm, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây các bác ạ, hiện tại thì trời cũng đã tối rồi và các bác có thể thấy khung cảnh nhà khá là đẹp. Hiện tại thì Mr. Dick, anh ấy đang set hệ thống âm thanh ở phòng karaoke này. Chắc là các bác cũng nghe thấy cái tiếng alo xì xì ở trong cái phòng đầu tiên mà mình set. Có một cái vấn đề này thì nhân tiện ở đây quán đã gặp phải và em Đức đi làm cũng như anh em đi làm thì cũng muốn lưu ý tới các bác nào nếu như sau này có muốn nhu cầu đầu tư lắp phòng karaoke hoặc là lắp phòng hát cho gia đình mình thì tốt nhất là nên kết hợp được cả đội nội thất và cả đội âm thanh, vì thực ra là cái này là bọn em vào sau, hoàn toàn là bọn em vào sau, không phải là vào cùng cái đội thất. Thì có một cái vấn đề như sau các bác nhé. Ở đây là bọn em đã cố để khắc phục rồi nhưng mà không được, bắt buộc theo cái thiết kế của cái phòng này thì các bác nhìn thấy cái ô này không ạ? Đấy, cái ô này ở bốn góc phòng này đấy, nhưng vì là đội nội thất không làm cùng đội âm thanh thế nên là không kết hợp với nhau được, nên là gây đến cái hiện tượng này treo ti, cái ti và cái dây này thì là đội nội thất người ta đã tính sẵn rồi đấy, nhưng mà người ta chưa tính toán được cái phù hợp được cái loa này bọn em treo này để cho là anh chủ có thể nhìn thấy được thôi, còn sau này thì vẫn phải nhớ đây như bên này bọn em sẵn sàng bắt buộc phải tháo ra để dịch ti vào và treo loa nó gọn hơn như các phòng khác. Đấy là một trong những cái điểm mà những người nào mà mới đầu tư thì chưa gặp phải đấy, thì thường rất hay đội nội thất và đội âm thanh nó không có sự kết hợp ăn ý thì dẫn đến cái hiện tượng là thi công nó gặp trục trặc khó khăn đấy. Thì tất nhiên là bắt buộc là phải khắc phục thôi, nhưng mà khi khắc phục như vậy thì nó cũng sẽ mất cái thẩm mỹ của phòng đi, nó không được đẹp so với cái thiết kế nữa, và hiệu quả âm thanh chắc chắn là nếu mà có sự kết hợp giữa hai đội với nhau ấy thì chắc chắn là cái hệ thống âm thanh nó sẽ được nâng lên một phần nào đó. Thì đây là một cái điểm lưu ý mà Khang Vũ Đạt Audio cũng muốn gửi đến tất cả các bác nào có nhu cầu đầu tư, sau này có ý định đầu tư thì hãy lưu ý cái điểm đó. Đấy. Anh em vẫn đang test nữa, phải thi thoảng cứ phải hát để nghe xem là đã đúng hay chưa, khá là đau đầu đấy các bác ạ. Rồi chắc là hôm nay bọn em phải tầm 11-12 giờ đêm mới xong. Nhưng mà kiểu gì kiểu hôm nay bọn em sẽ cố gắng xong hết phòng cho anh Cường để bàn giao. Để nghe chung chiều sao vang. Làm sao về được mùa đông. Để nghe chung chiều sao vang. Thôi đành du lòng. Vừa như mùa đông đã về. Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông vắng xe lòng. Chúng là cô vàng đá rụng. Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xót xa tiếng đời. Mà ngỡ ai đó mong cười. Bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy. Giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông. Dòng đôi bờ cát
để nghe chung chiều xa vắng. Thôi này, nhớ ông về. Ba phòng karaoke ở ba trại ba vì. Vâng, hiện tại thì bọn em đang trên đường về. Như các bác cũng đã thấy đây, bây giờ bắt đầu trên đường về là 1:20 rồi. Sau khi mà anh em đã hoàn thành xong cái công trình thì anh chủ quán có mời mấy anh em ngồi lại dùng bữa. Đấy thì đây là cái hành trình của toàn thể anh em Khang Phú Đạt. Hôm nay đã hoàn thiện xong cái công trình trên karaoke ba trại ba vì. Nếu bác nào có cơ hội thì có thể ghé qua tham quan cũng như là nghe thưởng thức âm thanh và cho bọn em xin cái đánh giá nhé các bác nhé. Thôi bây giờ bọn em chắc là xin phép về trên đường về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác thành công. Nếu các bác yêu thích anh em kỹ thuật Khang Phú Đạt Audio thì các bác hãy like và subscribe kênh để anh em có thêm động lực đưa ra nhiều cái video hữu ích hơn nhé các bác nhé.